Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 31. Tưởng rằng bên trong tiệu là đấu gấm, không ngờ lại là Cố Ma Ma bị trói. Triệu Thân thị kinh ngạc đứng dậy từ ghế. Mà mà. Cố Ma Ma. Cố Ma Ma bị bịt miệng, chỉ có thể nhìn Triệu Thân thị mà nức nở, lắc đầu liên tục. Châm trên tóc bà rơi xuống, búi tóc rối tung, tóc bạc phủ mặt, trông thật chật vật. Đôi môi triệu thân thị run run, thân thể khẽ run dày. Khi mẹ con quý thị tưởng rằng triệu thân thị sẽ nổi giận, bà lại ngồi xuống, quay đầu nhìn quý thị. Vừa rồi quý phu nhân nói, cô ma ma tự ý hành động hờ, lão này ỷ mình từng là vũ nuôi của ta, tự ý làm càng. Bà nói rồi vỗ mạnh xuống bàn, thể hiện sự tức giận. Một kẻ nô tỳ cũng dám tự ý hành động đánh tiếp hai mươi hèo trước rồi mới nghe lời. Chủ mẫu muốn đánh cố ma ma thật sao? Hay chỉ làm dáng rồi dừng tay? Những suy nghĩ này chạy trong đầu của các vú già triệu gia, nhưng tay chân họ không ngừng nghỉ. Bình thường, hèo gia Pháp đã được chuẩn bị sẵn ở phòng khách. Lúc này, cố ma ma bị kéo ra khỏi kiệu, bên kia đã chuẩn bị sẵn cuốn chiếu. Đó là vú nuôi của bà, bị quý gia chói đã đành, lại còn đưa về triệu gia một cách đường hoàng nếu quý gia không có lý do chính đáng, hậu quả chỉ có thể là bồi thường hoán hoa phường và bí truyền của quý gia. Triệu thân thị không hề hồ đồ, bà không cần hỏi nguyên do, trực tiếp xử lý cố ma, ma trước. Cái vỗ tay xuống bàn thể hiện cơn giận của bà, che giấu sự khiếp sợ và đau lòng. Cảm giác đau giúp triệu thân thị tỉnh táo hơn. Triệu và quý gia là láng giềng nhiều năm, nghe người gác cổng nói triệu phu nhân đến, thiếp vội mang nữ nhi ra cổng nghênh đón, ai ngờ trong kiệu lại là cố ma ma đó là do cô ma ma tự ý hành động. Những lời của quý thị trước đó như đèn kéo quân trong đầu triệu thân thị, khiến mồ hôi lạnh thấm ra trên lưng nàng. Việc giả mạo chính mình để trêu quý thị là chuyện nhỏ. Nhưng bà vú của mình lại tự coi như lão phu nhân của triệu gia nếu quý thị chỉ cần nói ra câu này, cố ma ma sẽ mất mạng. Với thế gia đại tộc, tôn nghiêm và danh tiếng quan trọng hơn mạng sống. Đấu gấm là quan trọng, nhưng thể diện của triệu gia còn quan trọng hơn dù hai mươi mấy năm không thắng lại tấm biển cầm vương, năm nay không được cũng không làm triệu gia suy bại. Nhưng mất đi tôn nghiêm và mặt mũi, triệu gia sẽ bị người đời dày xéo. Hiểu ý chủ mẫu qua ánh mắt, đại nha đầu bên cạnh khom người hành lễ, lùi ra ngoài thính đường và gật đầu nhẹ. Cây trúc trẻ thành từng tấm trúc dày rơi xuống, cố ma ma kêu lên đau đớn, nhắm mắt lại. Quý phu nhân, tất cả đều do ta khoan dung với nàng, khiến nàng quên bổn phận là ta không nghiêm trị, ta xin lỗi ngài. Lần này triệu thân thị cam tâm tình nguyện, thành tâm xin lỗi quý thị. Chỉ mong quý thị thấy mình đã xử trí cố ma ma trước mà bỏ qua chuyện này. Trước đây quý thị chỉ thấy triệu thân thị khá khách khí, sau đó lại thấy bà vênh váo hung hăng. Hôm nay nhìn thấy triệu thân thị một lần nữa thay đổi nhận thức của nàng. Trong lòng thầm than mình nông cản, triệu thị có thể kéo dài trăm năm làm đương gia chủ mẫu, triệu thân thị không hề đơn giản tiếng hèo vang lên một ngạt ngoài đình, quý thị không ngăn cản, nàng không muốn nói ra việc Cố ma ma giả mạo lão phu nhân Triệu gia. Triệu thân thì quay đầu lại thì sẽ hỏi ngay, quý thị chỉ muốn nắm tay cầm này, để quý anh anh có thể sống thoải mái hơn ở Triệu gia trong tương lai. Triệu phu nhân, ngài khách khí quá, việc này không liên quan gì đến ngài, đều do Cố ma ma tự ý hành động, ngài đã phạt nàng, việc này bỏ qua đi." Quý thị nói ôn hòa. "Nương, quý anh anh gọi nhỏ nghĩ thầm liệu nàng có mù không. Những hèo đó dơ cao đánh nhẹ, còn không nặng bằng lần trước tương nhi bị đánh. Quý thị quét mắt qua, trách mắng. Các trường bối đang nói chuyện, ngươi có phần gì mà mở miệng. Triệu phu nhân lần trước dạy ngươi học nữ luận ngữ về nhà chép 200 lần. Quý anh anh chỉ đành cúi đầu đáp. Là, triệu phu nhân, lần trước nghe ngài rất thích khăn gấm thêu của nhị nương nhà ta. Cách phối hợp sợi tơ, dùng châm pháp gì, ta đều ghi lại chi tiết nếu có chỗ không rõ, ngài cứ cho tú nương tới hỏi. Quý thị lấy từ tay áo ra một ống trúc, đặt lên bàn. Trong lòng triệu thân thị giật mình, quý gia lại đem cả phương pháp xứng tơ ra nộp. Lúc này hai mươi hèo đã đánh xong, vú giả kéo cố ma ma về lại trong sảnh. Triệu thân thị lạnh lùng nói. Quý phu nhân đã biện hộ, ta chỉ phạt ngươi hai mươi hèo. Còn không mau tạ ơn quý phu nhân. Hai mươi hèo chỉ đánh nhẹ, Cố Mama từng là vú nuôi của Triệu Thân thị khi còn trẻ. Chồng mất sớm, con gái đã gả chồng, bà hầu hạ Triệu Thân thị gần 30 năm, chưa từng chịu khổ như vậy. Thấy Triệu Thân thị không hỏi nguyên do đã định tội mình, lòng bà đau đớn đến cực điểm, bị nhục nhã, còn phải tạ ơn quý thị, bà không thể chịu nổi, hét lên. "Lão nô oan uổng." Rồi đập đầu vào trụ. "Ầm." Um. Tiếng vang trầm đục. Triệu Thân thị nhìn Cố Mama mềm nhũn ngã xuống đất, đầu óc ong ong. Phu nhân, Cố ma ma chỉ là ngất đi." Đại nha đầu của Triệu Thân thị đưa tay kiểm tra chóp mũi của Cố ma ma, thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ là ngất đi bồ tát phù hộ." Trong lòng Triệu Thân thị không ngừng niệm Phật, rồi nghe giọng mình nhạt nhẽo vang lên. "Quý phu nhân thứ lỗi, bình thường vì tình cũ, ta đã quá nuông chiều nàng, khiến nàng coi trời bằng vung. Kẻ nô tỳ này không biết bổn phận, chết cũng không đáng tiếc." Kéo tiếp tục. "Các vú già không màng Cố ma ma còn tức giận hay không?" lập tức kéo bà lên. Họ tưới nước và lau sạch, hành động nhanh chóng. Quý thị và quý anh anh còn đang kinh ngạc, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Triệu thân thị cầm lấy ống trúc phương pháp xứng tơ, mỉm cười nhìn các nàng. Cảm ơn quý phu nhân, nếu có chỗ không hiểu, ngày mai ta sẽ cho người sang quý ra hỏi thăm. Bà nói rồi yêu nhã bưng trà. Quý thị thầm thở dài, kế hoạch không theo kịp biến hóa, trong nháy mắt, tình thế thay đổi. Vốn là quý gia có lý, nhưng bị Cố Ma Ma va chạm làm hỏng. Quý thị chỉ may mắn Cố Ma Ma chỉ ngất đi, nếu không quý gia sẽ bị coi là bức tử vú nuôi của Triệu thân thị. Dù vậy, khúc mắc giữa hai nhà vẫn nhiều thêm một tầng. Rời khỏi Triệu phủ, hai mẹ con lên xe ngựa, quý anh anh mới hoàn hồn. Cố Ma Ma yếu đuối, chỉ đụng ngất đi, đâu có đánh nặng, Triệu ủy khuất là chúng ta, sao lại thành nàng, may có mấy nha đầu làm chứng, may mắn không có án mạng những lời khai đó cũng đều trả lại triệu gia. Quý anh anh không hiểu. Chúng ta giữ lại tốt hơn, để sau này khỏi nói không rõ. Ngươi còn nhỏ, không hiểu những tâm tư hậu trạch. Quý thị thở dài. Anh anh, cửa hôn sự này còn chưa xong. Đấu gấm xứng tơ, coi như giải quyết chuyện này. Về sau, triệu và quý gia vẫn là láng giềng, nên ít lui tới hơn. chương 32 Quý anh anh mơ hồ cảm nhận được rằng mình đã choi cố ma ma để chút giận lại còn đánh vào mặt triệu thân thị. Nàng không hiểu, lẽ nào má trai bị triệu ra tát một cái, lại phải nhẫn nhịn đưa cả má phải lên mới đúng sao? Nàng thì thầm. Triệu phu nhân đã không phạt cố ma ma nương, con đã làm sai phải không? Nếu lão gia không chết, nếu gia đình vẫn còn đông đủ, có lẽ nàng còn có chỗ dựa. Quý thị đau lòng, mắt dần dần ướt đẫm. Không, con không sai, là mẹ bất lực, lo tương lai không che chở được cho con. Quý anh anh cũng nhớ đến đêm 15 tháng 8, dưới bóng cây, đôi mắt sáng của Triệu Tu Duyên. Tháng 3, khi hắn mừng sinh nhật 18 tuổi, mặt hắn tràn ngập niềm vui. Theo quy tắc của Triệu gia, hắn có thể cưới vợ. Đêm đó, nàng thấy trong mắt hắn đầy tình cảm, hắn nói tổ phụ đã đồng ý. Hắn sẽ cầu xin Triệu lão thái gia, tương lai hắn sẽ che chở cho nàng, nhất định sẽ. Quý anh anh lấy hết dũng khí, mẹ Mẹ lại lo lắng quá nhiều rồi. Chỉ cần Triệu Tu Duyên không phụ nàng, nàng không sợ gì cả. Quý thị hiểu rõ, con gái còn chưa từ bỏ hy vọng, vẫn ngây thơ nghĩ rằng Triệu Tu Duyên có thể đứng ra bảo vệ nàng trong Triệu gia. Hiện tại hai nhà chưa đính hôn, Triệu Thân thị chưa sử dụng thủ đoạn của mình đối với con gái. Quý thị hiểu rằng, sau vụ việc của Cố Mama, Triệu Thân thị chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quý thị nghiêm giọng, anh anh, hai người kết hôn có thể không cần gia đình và người thân sao? Triệu Nhị Lang có tình cảm với con, nhưng có thể bỏ qua cha mẹ mình sao? Con gái đã gả đi là nước đổ ra ngoài. Triệu phu nhân không thích con, chẳng lẽ Triệu Nhị Lang có thể ngày ngày ở hậu viện che chở con? Chuyện hôm nay và cuộc thi đấu gấm, mẹ nhắc con là muốn giúp con có thêm chút giá trị ở Triệu gia. Nhưng trời không chiều lòng người, mọi chuyện thường hay biến đổi khó lường. Chỉ có thể nói chúng ta không có duyên với Triệu gia hôn nhân đại sự là do cha mẹ quyết định và lời của người mai mối. Anh anh, chuyện cả đời của con, mẹ sẽ lo. Con hãy quên triệu nhị lang đi. Mẹ, về nhà thôi, con đói rồi. Xe dừng ở cửa, quý anh anh nhõng nhẽo làm nũng. Nàng nhanh chóng nhấc màn trúc, nhảy xuống xe trước. Khi rèm được nhấc lên, nửa mặt nàng ánh lên trong ánh sáng, cầm khẽ ngừng làm người ta xót xa. Trong tích tắc, quý thị thấy nước mắt lăn xuống trên gò má nàng khi nàng đưa tay đón mẹ đã vội lau nước mắt bằng ống tay áo con gái như vậy làm sao gả cho nhà khác được quý thị âm thầm lo lắng quý thị ra lệnh quý phúc đuổi xe đưa mấy nha đầu của triệu ra về thấy con trai đứng đón ở cửa chính lòng bà dịu lại cũng may con trai còn hiểu chuyện không giống con gái khó bảo vào nội viện quý anh anh liền cáo lui mẹ con hơi mệt muốn về phòng ngủ một lát tối đói bụng thì nhờ phòng bếp nấu chén canh là được. Quý thị cảm thấy cần phải quyết liệt. Anh anh, mẹ nghiêm túc đấy, sau này mẹ sẽ không để con gặp triệu nhị lang nữa. Cuộc thi đấu gấm ở Ích Châu, con cũng đừng nghĩ đến. Quý anh anh bất ngờ quay đầu lại. Con chỉ có ngày đấu gấm mới có thể gặp hắn, ngày không cho con gặp để hỏi rõ ràng sao. Quý thị không nhượng bộ. Muốn dứt thì phải dứt sạch sẽ, có gì mà hỏi. Con chưa đồng ý đâu. Chuyện này mẹ quyết định. Mẹ ơi, thức ăn đều nguội lạnh. Mau vào phòng đi. Quý Diệu Đình không ngờ mới vào trong viện, mẹ con đã cãi nhau ở Mỹ. Anh đỡ mẹ đi vào chính phòng, một tay sau lưng ra hiệu cho em gái mau đi về. Quý anh anh tính tình như thế nào anh có thể khuyên được? Nàng lớn tiếng nói. Dựa vào cái gì con phải gả người mình không thích? Con không gả được không? Con sẽ đi tu làm nữ đạo sĩ. Nói xong, nàng nhổ chân chạy vào tiểu viện của mình. Quý Diệu Đình dìu mẹ vào phòng, khẽ nhắc. Mẹ, mẹ đừng chấp với anh anh, nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Là ta dạy anh anh quá ngây thơ lương thiện, quý gia ít người, con lại luôn chiều trộm nó. Nó chưa từng trải qua cảnh huynh đệ tìm muội tranh giành tình thương của cha mẹ. Nó luôn nghĩ triệu gia chỉ giàu có hơn nhà ta mà thôi. Tương lai nó sẽ hiểu. Quý thị kể lại chuyện hôm nay, quyết tâm nói. Sau khi con thành thân, hãy nhắn nhủ với chu gia, để chu gia đến cầu hôn anh anh. Quý Diệu Đình cảm thấy mẹ mình hơi lo lắng quá mức. Mẹ, Triệu Phu Nhân dù có thủ đoạn lợi hại nhưng cũng giảng đạo lý, không bao che khuyết điểm. Mẹ có phải lo lắng quá không? Nhà ai mà không có mẹ chồng? Con quý vợ, mẹ có để Trương Tứ Nương ở nhà mẹ đẻ mãi được không? Nàng cũng phải theo quy củ nhà mình chứ. Các con không hiểu. Nghe con trai cũng hoài nghi mình, quý thị bực bội. Gia đình thế gia nhìn bề ngoài thì sang trọng, nhưng bên trong đầy tranh quyền đoạt lợi anh anh không phải đối thủ của triệu thân thị. Triệu thân thị mới hơn 40 tuổi, nhìn phúc hậu, không có bệnh nặng, còn có thể sống thêm 20-30 năm nữa. Khi em gái trở thành bà nội, triệu thân thị có lẽ vẫn còn nắm quyền trong gia đình. Em gái đáng để cùng triệu thân thị tranh quyền đoạt lợi sao? Quý Diệu Đình nghĩ vậy, nhưng không dám nói cho mẹ nghe. Tuy nhiên, quý thị thực sự lo lắng, tâm trí không tập trung, kể với con trai. Mẹ là con thứ, Di Nương mất sớm, từ nhỏ mẹ đã biết phải nhìn ánh mắt nịnh nọt mẹ cả, chỉ mong có chỗ đứng tốt. Năm đó cha con đi Tây Thị mua thuốc nhuộm, thuê một sân nhỏ trong phủ. Mẹ bị chị em trong nhà tính kế hôn sự, mẹ cả không để ý xính lễ, lấy 100 quán tiền của hồi môn gà mẹ cho cha con. May mắn cha con là người tốt, cuộc sống cũng dễ chịu. Đại lang mẹ nhìn triệu phu nhân, liền nhớ đến mẹ cả của mình. Mẹ không nhìn lầm, triệu phu nhân ghét chúng ta hôn sự này không thể được. Không trách hàng năm gửi quà đến Trường An vào ngày lễ, lại chưa từng qua lại. Quý Diệu Đình trầm ngâm. Mẹ, anh anh tính tình bướm bỉnh, việc này từ từ rồi sẽ đến. Chẳng lẽ phải gả đi rồi cái nhau ly hôn, nàng mới tỉnh ngộ. Việc này cứ quyết định vậy đi, Chu phu nhân và Chu nhị lang đều thích anh anh, hai nhà môn đăng hộ đối, cũng sẽ không để anh anh chịu khổ. Đáng thương em gái một lòng với Triệu Tu Duyên. Quý Diệu Đình suy nghĩ cách khuyên em gái chấp nhận hôn sự mới, chợt nhớ ra sắp đến trùng dương, chỉ bằng đưa em gái đi thanh dê cung dân hương thường cúc, tiện thể gặp Chu Nhị Lang. Dù sao tháng này Triệu Tu Duyên cũng sẽ ở nhà để tham gia cuộc thi đấu gấm, hai người không có cơ hội gặp nhau. Quý Thị nghe vậy cũng thấy hợp lý, liền đồng ý. Trùng Dương thường cúc bắt nguồn từ thời tấn với đảo Uyên Minh. Đảo Uyên Minh nổi tiếng vì ẩn cư và yêu hoa cúc. Câu Hái cúc đông dưới rào, xa thấy núi Nam Sơn đã làm say lòng biết bao văn nhân nhà thơ hậu thế bắt trước dần dần tạo thành tập tục thường cúc trùng cửu thanh dê cung cách hoán hoa khê không xa ngồi xe la chỉ mất hai khắc chuông là đến ngày trùng dương hôm đó quý anh anh đội thù du đỏ trên đầu để bảo vệ sức khỏe nàng mang theo hai nha đầu đi thanh dê cung dâng hương ngày hôm đó thanh dê cung nhộn nhịp người qua lại ngoài cung trên phố dài bày bán nhiều cửa hàng xe ngựa xe la nối liền không dứt ra khỏi thành, hướng về núi Thanh Thành. Quý Diệu đình tinh mắt, thấy Chu Nhị Lang trong bộ áo tơ mới tinh, dẫn theo người hầu đứng ở đầu phố dướn cổ chờ, chỉ thiếu dưới chân không đặt hai viên gạch. Anh nghĩ thầm Chu Nhị Lang tâm huyết như vậy, chưa chắc tình cảm dành cho em gái mình thua kém Triệu Tu Duyên. Anh lén liếc em gái một cái rồi cười nói: "Anh anh, đường phía trước hẹp, chúng ta xuống xe ở đây đi." Chương 33 Thanh Dê là khu vực cổ xưa nhất và có quy mô lớn nhất trong các cung đạo giáo ở Tây Nam. Được xây dựng từ triều đại Chu Gia, vì trước cửa chính điện Tam Thanh có hai con dê đúc bằng đồng nên được gọi là Thanh Dê. Bài Minh ở cung Thanh Dê Tây Xuyên nói, Thanh tiên bá sắc, Thanh đế hóa thành dê ở Thục Quốc. Thanh Dê trở thành nơi tụ hội của các thần tiên, là thánh địa truyền đạo của Lão Tử. Năm thiên bảo, Huyền Tông đã trú ẩn tại đây để tránh loạn an sử. Lúc này, cung thanh dê chưa đổi tên, vẫn gọi là thanh dê. Sau đó, hậu đường Hy Tông cũng từng dùng nơi này làm hành cung để tránh loạn hoàng xào, rồi đổi tên thành cung thanh dê. Vào ngày trùng dương, khói hương tỏa ngập, trước cung là một bãi đất trống lớn, tiếng xe ngựa ồn ào, quầy hàng tụ tập, tự phát hình thành một khu phố náo nhiệt. Quý anh anh cùng Tương Nhi và Lang Nhi bước xuống xe. Hai thị tỷ còn trẻ, mắt mờ to, bị cuốn hút bởi sự náo nhiệt của khu phố, không thể rời mắt hai ngày nay quý anh anh trong lòng có tâm sự đôi mày luôn lộ vẻ u buồn trước kia chỉ cần thấy sự náo nhiệt là nàng vui vẻ ngay nhưng hôm nay nàng dịu dàng ở bên cạnh anh trai thể hiện thái độ nhã nhận và lịch sự anh anh đi thử vận may một chút xem có thể trúng được đường hỏa không đây chính là đường hỏa trương không mua thì tiếc lắm quý diệu đình cảm thấy đau lòng nhưng không nói ra anh muốn tìm cho nàng một người chồng tốt để nàng quên đi triệu tu duyên thấy chu nhị lang dẫn người hầu chiếm được vị trí tốt ở quán đường hỏa trương quý diệu đình liền dẫn muội muội đến trong các ngày lễ hội và chợ phiên không thể thiếu các nghệ nhân đường hỏa theo truyền thuyết nghệ đường hỏa xuất phát từ câu thơ niềm thiên địa ung dung độc thương nhưng mà nước mắt hạ thi nhân trần tử ngư của triều đại trước đã sáng chế ra vùng thuộc nổi tiếng với mía đường ông thích nhúng đường tan thành màu nâu đổ lên mặt bàn trơn bóng để vẽ hoa chim cá khi đường hỏa khô lại, vừa thưởng thức vừa có thể ăn. Dần dần, nghề đường hỏa trở thành một nghệ thuật. Đường hỏa đẹp hay không phụ thuộc vào tay nghề. Đường hỏa trương ở thành Ích Châu là nổi tiếng nhất. Ông bày quán ở ngoài cung thanh dê, thu hút rất nhiều du khách. Thứ nhất, tay nghề ở đây rất tốt, đường nấu có vị ngọt ngào mà không dính răng. Thứ hai, cho cá độ rất phổ biến. Đường hỏa trương cũng không ngoại lệ, ông bố trí vài bàn cá độ. Giống như sau này bàn cá độ có 12 cung hoàng đạo và chia thành 12 phần với các loại quả. Hình rồng được thay bằng kỳ lân để tránh kiêm kỵ hoàng gia. Bên cạnh có một bức hỏa kỳ lân cao hai thước, dài một thước, bốn chân đạp lửa, khí thế phi phàm. Tinh xảo đến mức từng vảy như sóng hoa, giá trị của bức hỏa lên đến trăm văn, mỗi lần ca độ chỉ tốn năm văn tiền, không phân biệt già trẻ. Quý anh anh thấy Tương Nhi và Lang Nhi cũng đầy khát vọng, còn anh trai thì hứng thú, không muốn làm mọi người mất vui. Bèn cười nói. Đều đi thử một lần xem sao. Nương tử, nếu nô tỷ giành được kỳ lân, ngài có thưởng không? Tương Nhi có khát vọng bẩm sinh đối với đường hỏa. Thường ngày ít nói, nhưng lúc này lại lên tiếng đùa giỡn. Quý anh anh bĩu môi nói. Nghe nói chưa ai từ quán đường hỏa chương giành được kỳ lân. Nếu các người may mắn như vậy, ta sẽ thưởng gấp đôi lương tháng. Quý Diệu Đình cũng đến gần, trêu chọc. Thế còn thưởng cho ca ca cái gì tốt đây? Quý anh anh thật sự bị anh chọc cười. Ca ca, ngươi nói xem, từ nhỏ đến lớn chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền tiêu vặt ở sạp cá độ của đường Họa trương, nhưng có lần nào giành được đâu. Khi đang nói chuyện, hai người đã đi đến trước quán hỏa. Chu Nhị Lang vẫn nhìn chằm chằm vào quý anh anh, thấy nàng mặc bộ áo xanh nhạt, đẹp tĩnh lặng như lá xanh, lòng đã nhảy nhót không ngừng. Trong nháy mắt, huynh muội nhà họ quý đã đến trước mặt, quý anh anh mỉm cười, Chu Nhị Lang cũng ngốc nghếch cười theo thấy nàng nhăn mày hay cười đều thật mỹ lệ động lòng người trong đầu hắn chỉ còn một tiếng vọng ta thật sự có thể cưới nàng sao ơ ờ, đây không phải chu nhị lang sao lâu rồi không gặp quý diệu đình nhiệt tình chắp tay rõ ràng muốn muội muội rời tâm tư nhưng thấy ánh mắt chu nhị lang nhìn chằm chằm hắn lại muốn đánh chu nhị lang một trận hắn chặn ánh mắt của chu nhị lang vỗ mạnh vào vai hắn ghé vào tai thì thầm qua kẽ răng nước miếng ngươi đều đang rơi kìa sau đó hắn nghe thấy tiếng chu nhị lang nuốt nước miếng. Quý diệu đình nhíu mày đến mức có thể kẹp chết con muỗi. Đồ ngốc, thảo nào anh anh không thích ngươi, nghĩ vậy, hắn vẫn muốn tiếp tục giúp đỡ. May mà chu nhị lang chưa mốc đến mức về nhà, hắn vui vẻ chào hỏi quý anh anh. Người hầu bên cạnh cũng biết ý, lấy chỗ cho quý anh anh và hai tỷ nữ đứng trước quán hỏa. chu nhị lang bước tới gần quý anh anh, nhưng quý diệu đình liền bước lên một bước, đứng cạnh muội muội khiến Chu Nhị Lang phải nháy mắt ra hiểu. Chu Nhị Lang, ngươi cần gì đứng chắn giữa chứ? Nói chuyện thế này không tiện chút nào. Quý Diệu Đình, nhìn ngươi háo sắc như vậy, anh anh chưa phiền, nhưng ta đã muốn đánh ngươi rồi. Chu Nhị Lang không biết làm gì hơn, thò nửa người ra, Dớn cổ, cười nói với Quý Anh Anh. Nhị nương muốn thử gì đây? Người ta là vậy, càng không thích thì càng đối sự ân cần, lại càng chán ghét hơn. Chu Nhị Lang mặc áo xanh sẫm, cổ áo khảm màu lam, quý anh anh đột nhiên nhớ đến con gà trống lớn nhà hàng xóm cũng dướn cổ như vậy. Nàng dường như hiểu ý của ca ca, nhớ lại sáng sớm khi thỉnh an, mẫu thân còn chú ý xem nàng ăn mặc thế nào. Ý định là muốn chu nhị lang làm con rể, trong lòng nàng đau xót, ánh mắt từ chu nhị lang chuyển qua khuôn mặt ca ca. Quý diệu đình trột giả chuyển bước chân lên trước, tay bấm vào lưng chu nhị lang. Chu nhị lang đau đến mức rũi thẳng eo, trợn tròn mắt. Quý anh anh nhẹ nhàng lay động chiếc quạt tròn. Đi thử đường hỏa, ai cũng mong muốn có thể thắng được kỳ lân. Lăng nhi, tương nhi, các người thử vận may xem sao. Hai tỷ nữ hứng khởi ném năm văn tiền vào ống trúc, vung tay vung chân, tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại và xoay thẻ trúc. Tương nhi nhắm mắt lại và kêu lên. Nương tử, chúng gì vậy? Lăng nhi tỷ tỷ, chúng gì vậy? Thẻ trúc trong mâm cá độ từ từ xoay vòng, chậm dần lại. Lăng nhi cùng mọi người xung quanh chăm chú nhìn, cùng kêu lớn. Kỳ lân, kỳ lân. Thẻ chúc cuối cùng dừng lại, chỉ vào một quả tiên đào. Chào ôi, chỉ còn thiếu một chút nữa. Tương Nhi mở mắt ra, thở dài. Chỉ thiếu một chút thôi, Lăng Nhi, ngươi thử đi. Lăng Nhi trúng một con chim sẻ. Đường hỏa trương vui vẻ cầm muỗng vẽ trên phiến đá chân bóng, đưa đường hỏa cho hai tỷ nữ. Quý anh anh không có hứng thú, định rời đi nhị nương, ta ta sẽ giúp ngươi giành được kỳ lân. Chu nhị lang gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, lắp bắp nói. Quý anh anh nhìn hắn một cái, Chu nhị lang thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, khi nói câu này, mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút ngượng ngùng. Nàng có thể nhìn thấy Chu nhị lang đang thẹn thùng, có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc ô mê, quý anh anh rõ ràng hiểu tâm ý của Chu nhị lang. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 34 muội tử, không chừng hắn thật sự may mắn như vậy đâu. Quý Diệu Đình gần như cầu xin nàng, người hãy cho người ta một cơ hội đi, người xem Chu Nhị Lang quan tâm ngươi nhiều thế nào. Ca Ca Tô Duyên còn đang cố gắng làm chiếc cầm, trong ống trúc, nàng tự tay viết rõ ràng từng phối màu, mỗi tờ giấy tre đều buộc một ít sợi tơ. Hắn nhìn qua là hiểu ý của nàng, năm nay, hắn dự định có thể dệt ra một bức cầm vương. Mong rằng triệu gia sẽ giành được cầm vương, mong rằng hôn sự sẽ là điều tuyệt vời không ngờ chỉ trong vài ngày mẫu thân và ca ca đã không đồng ý hôn sự với triệu gia chỉ nghĩ đến việc phải chia tay với triệu tu duyên quý anh anh đã cảm thấy gió mát mùa thu thổi qua lòng mình làm trái tim nàng từng đợt lạnh lẽo từng đợt chua sót khiến nàng muốn khóc lớn và chạy đi nếu như nàng chịu đựng cố ma ma thì sao sao nàng lại có thể có suy nghĩ như vậy lúc đó sắc mặt mẫu thân rất khó coi suy nghĩ như vậy thật sự là bất hiếu. dù lần này chịu đựng, tương lai phu nhân của triệu gia cũng chỉ biết kéo quý gia xuống bụi bặm. tâm của quý anh anh như đặt trên cán cân, không nỡ bỏ triệu tu duyên, quý gia nhất định sẽ phải chịu nhiều khổ đau. nàng có thể chịu đựng sự thiệt thòi cho bản thân, nhưng nàng có thể để mẫu thân và ca ca chịu thiệt thòi sao? tốt nhất không chừng chu nhị ca sẽ thực sự thắng. nàng nghe giọng mình nhẹ nhàng như gió thoảng, trong khoảnh khắc nàng thấy ca ca như chút được gánh nặng. Thấy chu nhị lang hăng hái ném một thỏi một hai trọng tiểu nguyên bảo vào ống trúc. Oa, wow, thật là một lang quân hào phóng. Một hai có thể đổi một lượng tiền, có thể đánh cược hai trăm mà về. Đường hỏa trương lo lắng đứng dậy chắp tay cúi chào nói. Lang quân, dù ngươi đặt bao nhiêu tiền, cũng chỉ được đánh cược một lần. Đây là quy định của tiểu lão nhi mấy thập niên. Ý là, nếu ngươi hối hận, ta sẽ lập tức trả lại bạc cho ngươi tránh cho người cảm thấy bất mãn mà đập phá sạp của ta. Chu nhị lang chắp tay xung quanh, vẻ mặt đầy tự tin. Lão trượng yên tâm, có thể đánh chúng kỳ lân là do vận may. Các vị hãy khen ngợi chu mỗ, cho mượn phúc khí của chư vị. Hay lắm. Tiếng vỗ tay lại vang lên liên tiếp. Quý diệu đình chọn chu nhị lang, vì thấy hắn là người ngay thẳng trượng nghĩa, tính tình hào sảng. Hắn khẽ nói với quý anh anh. Chu nhị lang tính tình giống ngươi lắm. Quý anh anh miễn cưỡng nhếch môi, nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ rằng Chu Nhị Lang sẽ thực sự giành được Kỳ Lân để tặng cho mình. Nàng sợ phải nhận Kỳ Lân trước mặt mọi người, sợ rằng sẽ từng bước bỏ qua Triệu Tu Duyên, thuận theo mẫu thân và ca ca mà chấp nhận hôn sự đã được sắp đặt. Nàng chưa nghĩ kỹ, không thể để bị ép buộc như vậy. Tâm trí Quý anh anh rối loạn như ma, lặng lẽ lùi về sau một bước, rồi lại một bước. Chu Nhị Lang sắn tay áo, nhìn chăm chăm bàn cược trong lòng cũng âm thầm căng thẳng. Quý Huy Đình không nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần anh anh không ghét ngươi, đợi ta cưới vợ xong, ngươi có thể tới cầu hôn. Đường hỏa trương là do hắn mời đến, quý anh anh là do quý diệu đình dẫn tới. Trên đời này quy củ đều do con người đặt ra, cũng có thể thay đổi. Hắn chỉ dùng tiền để mua vui, đường hỏa trương chỉ là một thợ thủ công, không ngông nghênh như văn nhân. Chu nhị lang hét lớn. Kỳ lân tay hắn vung thẻ trúc. Tay hắn dừng ở vị trí khắc kỳ lân, liên tục hét. Kỳ lân! Người hầu của hắn còn gọi to hơn, khiến mọi người xung quanh cũng hô lên theo. Mọi ánh mắt đều dõi theo thẻ trúc chuyển động trên bàn cược, còn hứng thú hơn cả chu nhị lang. Tim quý anh anh bị tiếng. Kỳ lân! Này nắm chặt, nàng lùi từng bước nhỏ về phía sau, trong chốc lát bị đám người xem náo nhiệt chen lấn ra ngoài. Chiếc quạt tròn trong tay rơi xuống đất, quý anh anh quay lại để nhặt, nhưng một đôi tay nhanh hơn nàng một bước, nhặt chiếc quạt lên. Nàng ngẩng đầu, Dương Tĩnh Nguyên đưa chiếc quạt cho nàng. Thật là đúng dịp, đúng vậy, thật là khéo. Nàng nhận chiếc quạt, đột nhiên nhớ lần trước như đã bỏ mặc hắn ở bờ sông, lập tức cảm thấy áy náy, ánh mắt liếc nhìn sạc vẽ tranh. Nghĩ lại nếu hắn muốn trả thù, nàng chỉ cần hô to, ca ca và chu nhị lang sẽ chạy tới. Quý anh anh lấy dũng khí. Lần trước ngươi không giận chứ sao nghe như là đang xin lỗi. Dương Tĩnh Nguyên kinh ngạc nhướng mày, hắn cúi đầu nhìn chầm chầm quý anh anh. Đương nhiên là giận, phải đứng dưới nắng một canh giờ mới về được. Nói đi, nàng định bồi thường ta thế nào? Ngươi muốn gì? Ánh mắt quý anh anh lộ vẻ cảnh giác. Dương Tĩnh Nguyên cười, đây mới đúng là quý anh anh trong ấn tượng của hắn. Bên cạnh sạp vẽ tranh đột nhiên vang lên tiếng hét đầy hứng khởi. Kỳ lân, đánh chúng kỳ lân. Sắc mặt quý anh anh tái nhợt, tiếng hét đầy nhiệt huyết khiến nàng cảm thấy khó thở dương tĩnh nguyên nhìn về phía đó giật mình nói thật sự là đánh trúng kỳ lân ta đã nói với ngươi bàn cược đó có chiêu trò nếu dễ dàng để người ta giành được kỳ lân tiền kiếm được còn chưa đủ vốn không ai dại gì làm ăn như vậy một số người gan lớn ở ô vuông cạnh kỳ lân đặt viên đá nam châm nhỏ thẻ trúc có đính kim nhỏ khi ngươi tưởng sắp chúng nó lại dừng bên cạnh đường hòa trương cũng nói chỉ cần làm nghiêng bàn cược, thẻ trúc nặng nhẹ không đều, thử thách lực đạo của người chơi. Người này hôm nay thực sự may mắn. Hắn đang nói hăng say, thì nghe tiếng hét từ đám đông bên sạp vẽ tranh. Quý nhị nương, tiểu nương tử, nhị nương. Kỳ lân được gắn trên hai cây thẻ trúc to, do một thiếu niên mày rậm mắt to dơ cao, chính hắn gọi quý nhị nương. Dương tĩnh nguyên nhìn thấy một thiếu niên áo lam, mặt đầy háo sắc, dẫn theo hai thịt tỳ chen ra khỏi đám đông hắn nhận ra một thị tỳ tên là Lăng Nhi. Họ đang gọi ngươi đấy. Quay đầu lại, thấy quý anh anh kinh hoàng, lùi thêm một bước. Dương tĩnh nguyên nhíu mày, cảm thấy hôm nay quý anh anh không bình thường. Ngươi sao vậy? Lúc này quý diệu đình đã thấy quý anh anh, chu nhị lang cao lớn cũng nhìn thấy nàng. Người đánh chúng kỳ lân chính là chu nhị lang từ xưởng nhuộm của chu gia. May mắn thật đấy, nhìn ấn đường của hắn sáng rỡ, tài vận đang đến. Lúc trước khi hắn tới, tôi đã bói cho hắn một quẻ. Ngươi có muốn bói một quẻ không? Bên cạnh là những tiếng nói vang lên xung quanh Chu Nhị Lang. Hắn đắc ý giơ cao kỳ lân, như giơ một lá cờ, thu hút mọi ánh nhìn, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, sải bước hướng về Quý Anh Anh. Quý Anh Anh vô thức lắc đầu, thì thầm, "Ta không muốn." Giọng nàng rất nhỏ, nhưng Dương Tĩnh Nguyên nghe được, hắn liếc nhìn Quý Anh Anh, rồi lại nhìn Chu Nhị Lang nàng không phải tình đầu ý hợp với triệu tu duyên sao? Tại sao lại cùng người đàn ông này, trông như miếng thịt kho tàu, đi dạo hội chùa? Còn tặng nàng kỳ lân? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, chu nhị lang, quý diệu đình và hai nha đầu đã đến gần. Dương tĩnh nguyên dưới chân dẫm lên một viên đá nhỏ và đá tới. chu nhị lang cười nói. Nhị nương, ngươi nhìn. Viên đá trúng đầu gối hắn, chân phải hắn ngay lập tức mất lực, ngã quỵ về phía trước huynh đài cẩn thận dương tĩnh nguyên kịp thời vươn tay ra đỡ lấy chu nhị lang không để hắn mất mặt trước mọi người chu nhị lang chưa kịp nói lời cảm ơn dương tĩnh nguyên đã buông tay cùi trỏ đâm vào đuôi kỳ lân làm nó bay lên tiếng rắc vang lên đuôi kỳ lân gãy và rơi xuống đất chương 35 kỳ lân chu nhị lang ngơ ngác chẳng lẽ lại muốn hắn quay lại để dành một con kỳ lân khác sao nhìn con kỳ lân thiếu mất cái đuôi hắn muốn khóc đem cái đuôi ấy đi thì tính làm gì? Không đem đi, tối qua tập cả đêm không biết thế nào mà hỏng mất. Hắn giơ con kỳ lân lên, nhìn chằm chằm quý anh anh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Quý Diệu Đình cũng muốn đập ngực khóc lớn, sao ngươi lại bất cần như vậy? Ngươi đã đánh mất cơ hội rồi, huynh đệ của ta. Người mau nói gì đi, đứng ngây ra đó làm gì ta cũng không biết tiếp tục diễn thế nào nữa. Quý anh anh cúi đầu nhìn mũi chân, im lặng, Chu Nhị Lang có lòng tốt, mặc dù nàng không thích hắn, cũng không thể nào bỏ đá xuống giếng, mỉa mai hắn chỉ đưa đoạn đuôi của con kỳ lân. Hơn nữa, người làm gãy đuôi kỳ lân là Dương Tĩnh Nguyên. Hắn cố ý làm gãy đuôi con kỳ lân, tại sao hắn lại phải giúp nàng chứ? Lần trước, nàng đã lấy ngựa của hắn, kiếm được bạc từ hắn, còn bỏ rơi hắn ở bờ sông, hắn thật sự không để ý sao? Quý anh anh lén lút nhìn Dương Tĩnh Nguyên. Dương Tĩnh Nguyên chắp tay xin lỗi Chu Nhị Lang. Thật không phải. Ta không cố ý, ta sẽ đền bù cho huynh đài. Làm hỏng đồ của người khác thì đền tiền, đó luôn là phong cách của Dương Tĩnh Nguyên. Nhưng không phải ai cũng nghĩ giống hắn, kỳ lân đường không giống nhau, nhiều người muốn giành lấy, không như dùng tiền để đường hỏa trương làm một cái. Dù sắc mặt khó coi, nhưng Chu Nhị Lang rộng lượng, đưa kỳ lân cho người hầu, cười nói. Cảm ơn Lang Quân đã giúp đỡ, chuyện nhỏ thôi, đề cập đến tiền bạc là xem thường ta, Chu Nhị Lang. À, người cũng không tệ lắm, chỉ là ngốc nghếch chút, không trách được quý nhị nương không thích. Dương Tĩnh Nguyên cười tươi cảm ơn Chu Nhị Lang vì sự rộng lượng, nghe quý Diệu Đình nói nhỏ với quý anh anh. Ca ca không nhìn sai, Chu Nhị Lang thực ra rất tốt phải không? Dương Tĩnh Nguyên hiểu, người đứng cạnh quý anh anh có tướng mạo thanh tú là ca ca của nàng. Là huynh trường mà lại khuyên khích Chu Nhị Lang và Triệu Tu Duyên giành lấy cô dâu sao? Anh ta liếc nhìn quý anh anh bằng khóe mắt. Quý anh anh khẽ gật đầu, nàng không phủ nhận, Chu Nhị Lang rộng lượng và dễ kết bạn thật sự rất tốt. Nhưng người tốt vậy, nàng có thích không? Nàng giàu dĩ cúi đầu, không vui. Nàng lại còn gật đầu và thẹn thùng, ánh mắt của nàng kém đến vậy sao? Chu Nhị Lang tai to mặt lớn, khuôn mặt đỏ bừng, trông như một miếng thịt kho tàu, nàng cũng không chê. Dương Tĩnh Nguyên cảm thấy ánh mắt của quý anh anh chắc chắn có vấn đề. Nhị Nương, ngươi đừng giận, lần tới ta nhất định sẽ giành được kỳ lân cho ngươi. Chu Nhị Lang vừa nói vừa lo lắng. Quý anh anh lắc đầu nói. Cảm ơn ý tốt của Chu Nhị ca. Kỳ lân có thể gặp nhưng không thể cầu. Đi vào trong thưởng thức hoa cúc đi. Nếu đã làm hư kỳ lân của huynh đài, tự nhiên là phải bồi thường. Ta sẽ dành kỳ lân để đền bù. Còn đi thưởng hoa cúc, sao không gọi ta? Là nhờ ta mà ngươi không nhận kỳ lân của hắn đó. Dương Tĩnh Nguyên cố ý lên giọng, khiến huynh muội họ quý và chu nhị lang dừng bước. Mọi người xung quanh cười rộ lên. Nếu kỳ lân dễ dành như vậy, trương lão đầu đá về nhà hát Tây Bắc rồi. Ta cược 10 văn, chắc chắn không giành được. Ta cũng cược 10 văn. chu nhị lang ngượng ngùng. Huynh đài không cần bận tâm. Dương tĩnh nguyên ngừng cao cằm, đầy vẻ tự tin. Chỉ là giành kỳ lân thôi, cứ để Dương tam lang ta lo. Chuyện nhỏ. chu nhị lang nghẹn lời. Vì con kỳ lân này, hắn đã đưa đường hỏa trương hai quán tiền. Đường hỏa trương chỉ vì muốn làm vui lòng một tiểu nương tử mà đồng ý. Vừa rồi còn bỏ ra một lượng bạc, ba quán tiền hắn mới có được kỳ lân, làm sao mà thành chuyện nhỏ. Hắn không phục, ngón tay xoay chiếc nhẫn nam châm. Không có chiếc nhẫn nam châm này, hắn không tin Dương Tĩnh Nguyên có thể giành được kỳ lân. Dương Tĩnh Nguyên nói xong liếc nhìn quý anh anh, rồi bước về phía đường hỏa quán. Ánh mắt này bị quý diệu đình bắt gặp hắn tưởng rằng Dương Tĩnh Nguyên chỉ là kẻ qua đường, không ngờ hắn lại biết muội muội. Cái đuôi kỳ lân bị hắn làm gãy quý diệu đình cảm thấy đã hiểu ra. Hắn quan sát Dương Tĩnh Nguyên theo tiêu chuẩn của một muội phu. Thân cao tám thước, khí chất hiên ngang, mặc áo cẩm y, khuôn mặt tuấn tú. a à, người này so với Chu Nhị Lang tốt hơn nhiều. Nhưng không đúng, người này chắc chắn là Lang Quân giàu có. Sao muội muội lại không nhìn thấp một chút? Dù sao, cũng hơn Triệu Tu Duyên triệu phu nhân lòng đầy hận muội muội gả đi chắc chắn sẽ bị trà đạp mặc kệ bắt được ai tính ai dù không thành cũng có thể làm nhạt đi ý muốn gả cho triệu tu duyên của muội muội xem cuộc vui không sợ đài cao quý diệu đình vỗ vai chu nhị lang đang không biết phải làm sao ngươi nói nếu hắn giành được kỳ lân thì sao chu nhị lang lắc đầu không thể nào quý diệu đình cười đi xem nào muội tử đi thôi mấy người cùng theo sau Dương Tĩnh Nguyên đi đến trước quán đường hỏa. Quý anh anh cũng rất tò mò, không biết Dương Tĩnh Nguyên có giành được kỳ lân hay không. Vừa rồi hắn nói như thế rất giỏi trong việc giành đường hỏa. Tiếc rằng lúc đó nàng đang tập trung suy nghĩ làm sao để không phải nhận kỳ lân từ Chu Nhị Lang. Hôm nay đã có người giành được một con kỳ lân, vậy mà lại có người muốn giành thêm một con nữa. Người xem trên chúc trước quán đường hỏa đông như nêm cối, làm ăn tốt lắm nhưng đường hỏa trương lại không thể cười nổi hắn nhận ra dương tĩnh nguyên vẻ mặt đau khổ mở bao bắt đầu nấu đường hắn cũng không chắc hôm nay mang đủ đường hay không một hai ba à còn hai nha đầu nữa cũng tính dương tĩnh nguyên lẩm bẩm đếm rồi từ trong túi lấy ra một thỏi bạc nhỏ cười nói với đường hỏa trương trương lão đầu không cần ngươi bù năm văn tiền dành một lần ta sẽ dành lại năm lần có được không À còn có thể kiếm thêm 500 văn. Đường hỏa trương híp mắt cười nói. Cảm tạ lang quân ban thưởng. Hắn cầm muỗng bắt đầu vẽ trên tảng đá. Đường nước chảy liền mạch, thủ pháp uyển truyền tự nhiên. Dương tĩnh nguyên lớn tiếng nói. Xem kỹ nhé. Ngón tay hắn búng lên chiếc thẻ tre trên bàn ca độ. Chiếc thẻ tre màu vàng xoay tròn tạo thành một vệt sáng, dần dần chậm lại rồi ngừng hẳn. Đầu thẻ tre trẻ thành hình tam giác dừng lại ở phía kỳ lân. Mọi người đều nín thở thật sự giành được ha ha, là miếng quả đào. Lực đạo mạnh nhất, thẻ che lướt qua kỳ lân dừng lại ở quả đào. Tiếng cười vang lên khắp nơi. Chu nhị lang thở phào nhẹ nhõm. Huynh đài, tâm ý của ngài ta đã nhận, chuyện nhỏ thôi, đừng để trong lòng. Đáng tiếc quá, người cũng không thể giành được kỳ lân để nịnh nọt muội muội ta. Quý diệu đình liên tục thở dài. Lần đầu tiên thử xem lực đạo, có gì phải gấp gáp. Dương Tĩnh Nguyên cũng buồn bực, Trước đây, mẹ cả mời đường hỏa trương vào phủ, hắn tò mò và nhàm chán, chỉ cần đem bàn cá độ của đường hỏa trương vận chuyển ngàn lần cũng không thất bại. Cộng thêm từ nhỏ tập võ, hắn khống chế lực đạo rất tốt. Hắn chưa bao giờ thất bại khi xoay bàn cá độ của đường hỏa trương. Hắn vẫn không tin. Chiếc thẻ che tiếp tục xoay, lần lượt dừng lại ở quả đào bên phải kỳ lân, hoặc con bướm bên trái. Mặt dương tĩnh nguyên trắng bệch. Cuối cùng quý anh anh cũng vui vẻ, nằm trên vai lăng nghi cười không ngừng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn